Ngày xưa, có một cậu bé được một phụ nữ bán rau nghèo nhặt về nuôi từ lúc còn đỏ hòn. Bà thương cậu bé như con ruột, nên cậu bé không biết mình là con nuôi, luôn thương yêu bảo vệ bà như mẹ ruột. Hai mẹ con quấn quýt bên nhau từ sáng sớm cho đến tối mịt. Rau đây, rau xanh nhà trồng, mua rau giùm nhà cháu đi các ông bà ơi. Thằng heo, bán cho bó rau lan đi. Hai mẹ con vui vẻ quá ha. Bán rau cực khổ mà lúc nào cũng tươi cười. Bán cho tôi một bó đi. Dạ. Vui vẻ bán rau, người ăn rau cũng được vui. Ha, thằng heo, sao mày lúc nào cũng trông như heo vậy? Ở dơ như vậy làm sao mà cưới vợ? Kệ tôi, không ai lấy tôi ở với mẹ tôi tới già luôn. Tôi chỉ thương mẹ tôi thôi. Lạ thật nha, bữa nào mà con rau bán rau á là người ta ghé vào mua ào ào ha. Bữa nào mà có một mình mẹ bán là ế dữ lắm. Chắc tại họ thấy con vui tính nên ai cũng nghe theo. Tắm gọi sạch sẽ nha, không người ta cứ gọi con trai của mẹ là heo đó. Tên heo cũng đẹp mà mẹ, con thích. Con đã nói mẹ rồi, việc nặng để con làm cho. Con lớn rồi, mẹ cố là lại bệnh đó. Ủa, sao hôm nay bán rau có một mình hả? Mẹ con lại bệnh hả? Con phải biết thương mẹ. Mẹ con lúc trẻ vì lao lực quá, một mình nuôi con vất vả bôn ba khắp nơi à. Cô có biết chỗ nào có thầy thuốc giỏi không? Con tìm thầy về chữa bệnh cho mẹ con. Biết thì sao? Không có tiền để chữa đâu. Dạ, cô cứ chỉ con đi, con sẽ kiếm tiền trả cho thầy thuốc. Rồi, con đã quyết như vậy á, thì để mai á, cô hỏi cho con nghe. Dạ, chú mua con heo còi này về nuôi hả? Trời, chú đi bán con này mà gầy yếu quá người ta không chịu mua. Chú mang về làm thịt chứ nuôi gì nổi. Dạ, thôi đừng có làm thịt nó tội nghiệp. Con thích thì giữ lấy mà nuôi. Chú đổi con heo này lấy ba bó rau là được. Dạ, con cảm ơn chú. Thì ra mày giả vờ ốm yếu, chứ tao thấy mày cũng khỏe lắm. Tao đặt tên mày là Ad nha. Tao tên heo nè. Mẹ ơi, mẹ ăn chút cháo cho khỏe. Là con tự nấu đó. Con trai mẹ có thể tự lập rồi, mẹ đi cũng không có gì tiếc nuối. Mẹ phải sống bên con mãi mãi, để con được chăm sóc mẹ như lúc nhỏ mẹ chăm con chứ. Con yêu, mẹ không thể sống với con mãi được. Mẹ sẽ nói cho con biết một chuyện quan trọng. Con không phải là con ruột của mẹ. Hồi đó, vùng này bị lũ lụt lớn lắm. Chồng con của mẹ bị nước cuốn trôi hết à. Mẹ ra sông định đi theo họ luôn, thì thấy một chiếc nôi tre trôi đến. Mẹ mang con về. Từ đó, con là nguồn sống mới của mẹ. Con được quấn bằng lụa vàng, lưng con lại có 9 nút ruồi son, nghĩa là xuất thân của con chắc là cao quý. Không, con chỉ là con của mẹ. Con không cần xuất thân cao quý. Mẹ ơi, con chỉ có mình mẹ thôi. Mẹ, mẹ ở lại với mẹ để tao kiếm người tới giúp.
tưởng rằng mẹ con heo sẽ sống ấm áp bên nhau mãi. Nhưng không, khi heo vừa biết mình là con nuôi của mẹ, cũng là khi mẹ nuôi cậu qua đời. Dạ, bẩm quan, mẹ con mất mà trong nhà con không có đủ tiền làm tang. Con xin quan cho con mượn tiền để lo việc chôn cất mẹ. Quan có điều kiện gì con cũng nghe theo. Được rồi, nhìn mày chắc cũng được việc. Cầm tiền về nhà mà lo cho mẹ mày, rồi ở đợi 3 năm trả nợ cho ta.